Kính thưa quý vị, và đối diện với nghệ sĩ Bảo Trí và Kim Tuyết, ngày hôm nay tôi không biết phải không, hôm nay sẽ nói nhiều. Hôm nay sẽ nói nhiều. Bởi vì sao? Riêng cái chuyện về thanh xuân thôi thì chúng ta thấy là nghệ sĩ Bảo Trí và Kim Tuyết đến giờ phút này không ai đoán được tuổi. Và cái điều này nên hỏi bí quyết từ chị Kim Tuyết. Thật ra thì cũng không có bí quyết gì hết. Kim Tuyết sống rất là vô tư. Dù trải qua những thăng trầm nhiều thứ lắm, nhưng mà Kim Tuyết không bao giờ để trăn trở hay là phải lo âu phiền muộn, cứ việc sống thanh thản, mình cứ tiếp nhận những cái gì nó đang xảy ra đến với mình thôi. Và em cảm nhận điều đó qua nụ cười của chị. À, cũng như là cái lúc mà chúng ta đã xem những tập trước thì thấy là có những lúc là chị Kim Tuyết là dường như là không có làm nghề, thì anh Bảo Trí về kéo chị đi diễn tấu hài. Em nghĩ là cái sự thanh xuân này là do anh Bảo Trí mang đến cho chị Kim Tuyết. Thì phải nói thật một điều là lúc đó rõ ràng là thương Kim Tuyết ở chỗ là không còn làm nghề nữa, nhưng mà Bảo Trí vẫn gọi là ấp ủ một cái gì đó trong mình là sẽ là có cái điều kiện để mà giúp cho Kim Tuyết trở lại với sân khấu. Riêng về chị Kim Tuyết thì em thấy là chị Kim Tuyết đã dành trọn cái tuổi thanh xuân mình cho gia đình, cho nghệ thuật. Bảo Trí có thể nói một điều, đó là cái tuổi thanh xuân của Bảo Trí gần như cũng là Kim Tuyết. Và riêng về chị Kim Tuyết, bây giờ đến giờ phút này chị ngồi chị suy nghĩ lại, có khi nào chị cảm thấy chị hối tiếc khi chị chọn nghề này, chọn nghiệp này, và đặc biệt là chọn anh Bảo Trí làm chồng chị không? Thực ra mình không phải mình chọn nghề mà nghề chọn mình. Thành ra mình cứ đi theo cái con đường của mình. Thì khi mình làm thì mình rất là thương, nhớ, rồi mình cảm thấy mình hạnh phúc. Thì không thể nào mà nói là hối tiếc được. Còn vấn đề anh Bảo Trí hả? Cái này em có dám nói thiệt không? Hỏi em hối tiếc, em có dám hối Không, giờ chị Tuyết cứ tâm sự đi, anh Bảo Trí quay bên kia tí xíu. Rồi, giấu Rồi mặt đó. đi cho dễ nói phải không? Nói nhỏ Rồi. cho Quốc nghe nha. Rồi, chị nói nhỏ. Kỳ quá. Không, nói đi, nói đi. Nói đi, anh bịt lỗ tai lại. Trời ơi. Thương ổng nhiều lắm á. À, chị Tuyết nói là thương ổng nhiều lắm đó. Vậy mừng quá. À, em không có nhiều chuyện. À, kính thưa quý vị, và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với gia đình nghệ sĩ Bảo Trí và Kim Tuyết. Và hôm nay Bảo Trí có một điều muốn chia sẻ cùng với mọi người. Đó là Bảo Trí đang viết một cuốn hồi ký về tuổi thanh xuân của mình. Nhưng Bảo Trí không biết để cái tên của cuốn hồi ký này là gì. Bảo Trí dự tính sẽ đặt cái tên của nó là Hồi ký trẻ trâu. À cha mày bậy dữ. Không được. À bây giờ đặt tên gì? À có rồi, Hồi ký tuổi thanh xuân. Kính thưa quý vị, và đối với quý vị, tuổi thanh xuân quý vị là gì? Có người sẽ nói với Bảo Trí đó là sắc đẹp, nhưng có người sẽ nói đó là trí tuệ, lại có người nói đó là sức khỏe, còn người nói đó là sự nghiệp. Riêng đối với Bảo Trí, ngoài nghề nghiệp của mình ra, tuổi thanh xuân của Bảo Trí chính là từ ngày có em về nhà mình tràn ân chẳng thể, sông nhà tình đã tắt lâu buồn chào ngọt ngào như dòng suối, anh yêu phút ban đầu đẹp nhiên nhiên dán em sầu, trong mắt em buồn về mau, anh ơi có khi nào lần nhóc đấy cho mai sau tin là ngoại mai. Nhịp bước em thêm là lời cũng đàn điều chơi vơi cho tâm hồn chia thế giới, bên diêu tan đi em để nghe làn hơi cháy trong tim nồng đàn tiết thương chi, trời rộng thênh thang vươn vẫn đêm hồi một đời cũ ma. Ủa, trong cái cuốn hồi ký này đó là ông viết cái tuổi thanh xuân của ông, trong đó có tôi đó hả? Rồi, bây giờ tôi phiên tôi viết tiếp nha. Mọi người biết tuổi thanh xuân của tôi là gì không? Ngoài nghề nghiệp ra, tuổi thanh xuân của tôi chính là
là anh đó. Đêm qua mơ giang, em đang ôm đàn diều muôn tiếng tơ. Không gian trầm lặng, em như tiếng ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung, trắng vờ làng sông. Yêu anh nắng cung đàn đầy vơi, đôi mắt xa vời. Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung. Đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ, môi em hé rung. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió, đưa em đến cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp. Bên nàng. À, mày nó nghe, nó nghe nè. Vậy? Ờ, ông ơi, làm như tôi thấy nó còn thiếu cái gì đó ông ơi. Ủa, thiếu gì? Thiếu một cái kỷ niệm thực tế cuộc đời của hai đứa mình á. Thực tế cuộc đời là kỷ niệm sao? Có nghĩa là phải có một cái kỷ niệm gì mà độc đáo hấp dẫn, phải mình phải nhớ nó khủng khiếp á. Gì khủng khiếp ghê vậy? À. Vậy hả? Để tôi nghĩ coi. Nhớ, nhớ coi. Có rồi. Sao mày vô đây? Vô đây, nó trong đây nè. Bực mình gì ra nói thẳng mặt, nó sợ gì? Bước vô đây. Ê Biểu ơi, nghĩ sao vậy? Trong cái đoàn hát này tôi là cháu của bà bầu, thì cái thằng kép chính á mà nó nghĩ á thì phải tới tôi thế gia chứ mắc gì ông thế. Ông nghĩ ông có cái gì mà ông làm được hả? Ủa, làm gì vậy hả? Có tài không mà ganh dai với người ta? Người ta có thực lực mà người ta chịu thương chịu khó. Mỗi lần mà có người hát là ta ở trong cánh gà, người ta theo dõi, người ta học hỏi. Bây giờ bà bầu bà cho một cơ hội để được đúp dài, tự nhiên vô giành giá với ta la nói ông sùm là sao vậy? Hả? Đúng, đúng, bà này nói rất đúng. Bà này nói là... Mày theo phe nào? Bà này nói kỳ cục vậy. Bây giờ sao? Đi qua đây. Sao lại? Đừng ỷ mà đào chánh, rồi muốn làm gì thì làm. Đi. Coi đó. Đi. Có chút chiếu mà chất quá. Sao gan vậy? Cự với nó chứ. Sao mà cứ nhịn hoài đến tăng hiếp mình vậy? Không phải, tại dù sao nó cũng cháu của bầu. Lỡ có chuyện gì mà bầu có giận là mới đuổi hai đứa mình sao? Nhưng mà nhịn hoài tụi nó sấn tối à. Thôi đi về trước đi. Ờ, vậy về trước nha. Đường về đêm nay vắng tanh, đạp rào hạt mưa rớt nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kịp sống mong manh. Ngày lội qua muôn lối quanh, gặp gành đường để tối tâm. Ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc buồn vui. Ui da! Em tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền ru thiết tha. Không gian tim ngất bao la, như thường thường về qua xa. Mưa ơi có thâu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm trường. Đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gợi cho gió sương. Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lặng thai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mùng. Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thâu, cuối xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một khối tình chung thủy không hề phai. À, đây là cái kỷ niệm đẹp nhất thời thanh xuân của tôi với bà đó. Vậy còn đứng làm gì nữa, ghi vô. Và một ngày mai, mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đây cả nỗi niềm, biết ngày nào ai thấu cho lòng an. Hi! Chị Xuân thấy á, là những dòng trước á, là anh Bảo Trí và chị Kim Tuyết á,
là hát là trữ tình bolero rồi hát cải lương không, mà hôm nay anh chị lại mạo hiểm chọn cho mình một cái dòng nhạc rất mới, mà không biết là hôm nay chắc anh chị nghĩ là có ca sĩ Hoàng Bách ngồi ở đây thì sao mà hát cái dòng nhạc của anh ấy đó. Là anh lo lắm mà anh cũng ráng anh hát để cho Hoàng Bách có thể là chiếu cố tới anh. Nhưng mà cái diễn ngước qua hết rồi. Cái cách anh chị chọn bài ấy, em nghĩ nó rất là hợp lý, nó rất là thông minh, nghĩa là nó có những thay đổi khác nhau để mình có cơ hội để mình diễn trên sân khấu được. Nhưng có cái là một chút xíu thôi là hơi nhầm lời một tí, nhưng mà không sao. Mà cái điều lớn nhất em cảm nhận được ở đây đó là tình yêu. Nhiều người cứ nói vợ chồng sống lâu năm với nhau rồi là còn cái kinh nghĩa nhiều hơn là cái tình. Cái đó có thể là một thực tế, nhưng mà cái em nhìn thấy ngày hôm nay, hiện tại đang là tình yêu. Và em chúc mừng anh đã tìm được một cái nơi để mình dựa vào, để mình được bảo kê như vậy. Em không biết là bây giờ chị còn bảo kê cho anh không mà. Em nghi lắm. Đâm đây anh dễ dàng lắm. Nếu là Phi Nhung, người yêu mà bị ăn hiếp, vậy là Phi Nhung có hành động giống như chị Kim Tuyết không? Em nhào vô ông Quýnh luôn. Phi Nhung cảm thấy là Phi Nhung thích nhất chị Kim Tuyết và anh Bảo Trí là trong cái bài hát nào? Bài nào em cũng thích hết á. Và em cũng ngưỡng mộ anh chị. Mà em có một cái thắc mắc nha. Em không biết là sau cái chương trình này hai anh chị chắc còn yêu nhau nhiều hơn nữa phải không? Tụi anh còn bị áp lực, thành ra nhiều khi cũng có những xung đột nhỏ giữa hai vợ chồng trong khi mà mình dựng dàn dựng tiểu phẩm. Nhưng rồi cũng sẽ vượt qua được hết, tại vì không có gì bằng cái tình cảm của hai vợ chồng. Anh ý biết sao không? Nó là vậy nè, Phi Nhung. Tại sao Phi Nhung nói điều đó là tại vì Phi Nhung thấy là động tác múa mà nó kéo hung từ cái bàn tay lên cái môi á, là Phi Nhung thích cái chi tiết đó. Mà Phi Nhung nói tại sao không hung luôn? Em không có dám nói. Đó, bây giờ nghe lại rồi. Bây giờ anh nghe không, không, bây giờ anh với chị làm lại cái đoạn đó đi. Nè, lên nè. Đó, 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 đó. Đó nè, lên tới cái môi. Và để được những cái tiết mục mà nó hoành tráng, nó dễ thương như vậy thì chúng ta không quên với sự hỗ trợ của hai đạo diễn trẻ Lê Nghĩa và Hoàng Khôi. Mời hai bạn bước ra sân khấu ạ. Đạo diễn tự diễn luôn đó hả? Trời đó. Trên cái con đường đi của gia đình nghệ thuật, chúng ta cứ hình dung là mỗi bạn đang bước qua những cái cầu để đi đến cái đích cuối cùng. Bất cứ cái chuyện chơi nghệ thuật nào cũng vậy. Và cứ có những cái cầu chúng ta bước qua thì nó hơi trúc trắc một chút, nhưng có những cái cầu khi các bạn đi lên, ở dưới chúng tôi nhìn lên như một bức tranh, và các bạn đã làm cho cái cầu nó trở nên tuyệt đẹp. Thì cái ngày hôm nay đó là gia đình của Bảo Trí với Kim Tuyết cộng với hai đạo diễn trẻ đã cho chúng tôi được thưởng ngoạn một cái vở nhạc kịch nhỏ. Và cái kiếp nghèo của chú Lâm Phương tôi không hình dung được. Các bạn này vừa biểu diễn, vừa đấm đá, vừa kể nội dung, vừa làm tất cả mọi chuyện rất là hấp dẫn. Mỗi người xã hội ức một kiểu khác nhau, nhưng mà các em đã kể về cái chuyện ở trong nghề của mình bị ức hiếp một cách nó rất là nhẹ nhàng. Và tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy Bảo Trí và Kim Tuyết đã làm nhạc kịch rất là hay, rất là xuất sắc. Và tôi nghĩ rằng tất cả những cái vở diễn ở đây nè, sau cái này nè, là đi diễn bên ngoài được hết á Trí. Cảm ơn gia đình nghệ sĩ Bảo Trí, Kim Tuyết, và đặc biệt là hai đạo diễn trẻ Lê Nghĩa và Hoàng Khôi.